Jimmy Nguyễn xúc động trong đêm nhạc tái ngộ khán giả Hải Phòng. Sau sự cố phải dừng khẩn cấp, Jimmy Nguyễn đã trở lại với một đêm nhạc miễn phí tri ân khán giả. Sau sự cố phải dừng khẩn cấp, ca sĩ Jimmy Nguyễn vừa có một đêm hội ngộ đầy cảm xúc với khán giả Hải Phòng. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, ca sĩ Jimmy Nguyễn cùng vợ là ca sĩ Ngọc Phạm và Jimmy Ben đã mang đến một không gian đầy cảm xúc. Như một sự đền bù cho những tình yêu thương của mình, Jimmy Nguyễn đã có một đêm trình diễn bùng nổ và cực sung. Ngoài những bản hit quen thuộc gắn liền với tên tuổi suốt 30 năm qua như Nhớ Về Em, Hoa Bằng Lăng, Khói Thuốc Đợi Chờ, anh còn mang đến cho khán giả Hải Phòng nhiều bài hát mà như anh chia sẻ là lần đầu tiên trình diễn ở quê nhà. Trong đêm nhạc, nam ca sĩ nhiều lần gửi lời cảm ơn đến khán giả. Những người mà anh vẫn quen gọi là tình yêu của Jimmy vì đã luôn yêu thương và dành tình cảm đặc biệt nhất cho mình. Anh cũng cảm ơn sự văn minh và rộng lượng của khán giả Hải Phòng đã dành cho sự cố. Ngày 7 tháng 4 cũng như chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để đêm nhạc diễn ra trong thời gian sớm nhất. Với Hải Phòng, cảm xúc trong tôi luôn là sự trở về. Bởi ngoài tình yêu của khán giả, người hâm mộ, đây còn là nơi đã sinh ra mẹ của các con tôi, anh xúc động nói. Trước đó vào tối 7 tháng 4, mini show chủ đề Chiều Nghe Biển Khóc của ca sĩ Jimmy Nguyễn tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt, Tiệp, thành phố Hải Phòng, bị đoàn liên ngành thành phố Hải Phòng dừng giữa chừng do đơn vị tổ chức chưa xin phép biểu diễn. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và truyền thông Sóng Bay Nay, đơn vị tổ chức chương trình, sau đó đã gửi lời xin lỗi chính thức tới ca sĩ Jimmy Nguyễn, ca sĩ Ngọc Phạm và ban nhạc Jimmy Ben. Để khắc phục sự cố và xin lỗi khán giả, công ty cổ phần thương mại dịch vụ và truyền thông Sóng Bay Nay đã xin phép và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận cho phép thực hiện đêm nhạc chủ đề trở về với phần trình diễn xuyên suốt của ca sĩ Jimmy Nguyễn cùng khách mời là ca sĩ Ngọc Phạm, vợ anh vào tối 5 tháng 5, chương trình hoàn toàn không bán vé. Phần lớn thư mời dành cho những khán giả đã mua vé trong đêm nhạc ngày 7 tháng 4.